giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Soi profile của Alexandra Nguyễn, người yêu đồng giới kín tiếng của An Nguy. Thông tin An Nguy mang thai con đầu lòng đang là từ khóa hot nhất nhì trên mạng xã hội lúc này. Hình ảnh nữ YouTube ôm bụng bầu lớn ngồi cạnh người tình đồng giới Alex được xem là pha đánh úp bất ngờ, bởi trước đó cặp đôi vẫn chưa một lần công khai chuyện tình cảm. Với động thái đầu tiên trên mạng xã hội sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng, cư dân mạng nhanh chóng tò mò về bạn trai của An Nguy. Hẳn không ít người đã thấy Alex quen quen rồi, nhưng đa phần dân tình thì chưa. Vậy thì đây là câu trả lời. Alexandra Nguyễn, hay còn được gọi là Alex, là người Việt mang quốc tịch Mỹ, có tên tiếng Việt là Anh Nguyễn. Alex được biết đến là bạn thân của An Nguy. Cả hai từng sống cùng nhà thời đi du học. Với ngoại hình nghịch ngợm chuẩn tomboy, Alex có phong cách thời trang khá năng động nên rất thu hút ánh nhìn của người đối diện. Dù không hoạt động trong lĩnh vực giải trí nhưng Alex thường xuyên cùng An Nguy có mặt tại các sự kiện. Năm 2014, cả hai thường công khai tình tứ, từ mặc áo đôi đến ôm khoác tay nhau, hùng má và cả những dòng trạng thái đầy mùi mẫn, đáng yêu. Alex nhanh chóng thu hút sự quan tâm của truyền thông và làm nổi lên tin đồn là người yêu đồng giới của nàng hot vlogger. Thời gian đầu mọi người cho đây là mối quan hệ bạn bè thân thiết, nhưng vào khoảng tháng 9 năm 2014, An Nguy đã đăng tải một bức tâm thư về nội dung yêu cô bạn thân. Nhanh chóng bài viết đã thu hút sự chú ý. Và lần xuất hiện công khai đầu tiên của cả hai chính là ở buổi casting The Face. Cùng năm đó, An Nguy có ra mắt bộ phim Chờ Em Đến Ngày Mai được Alex tháp tùng kỹ lưỡng. Vào khoảng tháng 4 năm 2014, công chúng ai nấy đều bất ngờ khi thấy Alex thay đổi hình ảnh. Cô tạm biệt mái tóc tomboy để tậu về mái tóc dài nữ tính. Ngoài ra còn make up kỹ lưỡng. Với hình ảnh này, trong Alex khi ấy có rất nhiều nét tương đồng với An Nguy. Cùng năm đó, Alex cũng góp mặt trong bộ phim Em Chưa 18. Cô nàng đảm nhận vai nhỏ trong phim với sự cá tính và ngoại hình nổi bật của mình. Alex đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Cũng trong năm 2017, Alex còn tham gia chương trình Tôi Có Thể và gây bất ngờ với màn hóa trang thành nửa nam nửa nữ. Năm 2018, khi lùm xùm của An Nguy và Kiều Minh Tuấn nổ ra, mối quan hệ của nữ vlogger cùng Alex cũng xảy ra xung đột khi nhiều người nhận ra Alex đã âm thầm hủy theo dõi An Nguy. Sau một thời gian vụ việc, cả hai lại bắt đầu follow lại và còn có tin cả hai đã đính hôn với nhau. Sau khi An Nguy quay lại Mỹ, mọi chuyện được lắng xuống nhưng cả hai cũng ít đăng hình bên nhau. Tuy nhiên vào đúng dịp Noel năm nay, An Nguy thông báo tin vui trên Instagram rằng cả hai đã chính thức có con chung. Không biết nói gì hơn ngoài việc chúc cô nàng An Nguy mẹ tròn con vuông cùng Alex có một gia đình thật hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.